Dạ vâng, shop xạ thủ PCB ba miền, em lại xin kính chào toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Lại đâu thì lại cho shop em gửi lời chào, cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc. Có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những cái niềm đam mê của mình. Trên màn hình nhỏ của các bác hôm nay, em lại test củi, test một thực tế một cây Tanon Z hạng ngắm và cấu hình cũng gọi là tầm trung cho các bác. Và cấu hình ra sao, giá thành như nào thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì giờ em sẽ quay ra vào địa điểm test thực tế vài viên kẹo trả hàng cho anh Thuận nhé. Anh Thuận ở trong Gia Lai nhé. Thì giờ em sẽ zoom lại cái bức tường này. Đấy, bức tường đen này em đã sơn rất rõ ràng nhé. Đấy, em đã zoom hết cỡ điện thoại iPhone nhé. Giờ em sẽ bêm vài viên vào cái chấm trắng trắng ấy nhé. Đấy, anh nhìn nhé, rất chỉ rõ nhé anh Thuận nhé. Ok, đấy viên đầu tiên nhé. Viên thứ hai nhé. Cái Z hạng ngắm này cấu hình tầm trung nhưng mà cũng rất chi là ok. Cự ly này em đo máy đo khoảng cách nó rơi vào tầm 53m nhé. Viên thứ hai nhé, đút vào viên thứ nhất, ok, quá chuẩn luôn. Viên thứ ba nhé, anh Thuận nhé, anh thấy van và cái hồi áp rất chi là nhanh nhé. Viên thứ ba, ok. Viên thứ tư nhé, cây này tầm trung giá rất chi là rẻ. Viên thứ tư này. Đấy, viên thứ tư nhá, ok. Đấy, viên năm nhá, một cây cấu hình tầm trung nhưng mà các bác và anh em mà đang muốn sở hữu một cây cấu hình giá rẻ thì liên hệ cho em qua số điện thoại đầu trang. Đấy, viên thứ năm nhá, viên thứ sáu nhá, ok. Đấy, quá chuẩn. Đấy. Đấy. Video là thực tế nhá, anh Thuận nhá, không hề cắt ghép. Đấy. Rồi em đăng tải lên YouTube thì anh lên cho em xin một cái bình luận về cái chất lượng, về sản phẩm và cấu hình nó tầm trung nhưng mà rất chi là ok nhé. Và bây giờ thì trước khi vào giới thiệu chi tiết sản phẩm thì cho shop em giới thiệu sơ qua về cách thức giao dịch và mua bán bên shop em. Shop em có hai hình thức giao dịch và mua bán, một là ship code COD toàn quốc, hai cộng gửi xe. Ship code COD thì các bác và anh em có thể đặt hàng và nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác và anh em đặt hàng thì các bác và anh em mới phải thanh toán. Không đúng hàng, không đúng mẫu mã của các bác và anh em đặt hàng thì các bác và anh em có thể hủy hàng, không nhận hàng cũng được. Bên em làm ăn lúc nào cũng là uy tín và chất lượng, giá rẻ để phục vụ các bác, phục vụ anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình nhé. Các bác cũng nhận COD thì một cây củ như này em phải bóc tách và chia lẻ ra làm 2 và 3 đơn lẻ gửi bưu cho các bác, gửi bưu cho anh em. Thì các bác và anh em nhận hàng, đồng kiểm tra hàng, đúng sản phẩm, đúng mẫu mã của các bác và anh em đặt hàng thì các bác và anh em mới phải thanh toán nhé. Không đúng thì các bác có thể gửi hàng trả lại shop nhé. Và thứ hai là bên em hỗ trợ các bác, hỗ trợ anh em là lắp ráp, căn chỉnh, gửi xe nguyên cây. Gửi xe thì các bác và anh em được rất nhiều quyền lợi là em lắp ráp này, căn chỉnh và đi hezo trả video thực tế cho các bác, cho anh em lúc nào cũng độ trụm đạt đến 100%, em mới về quân gói hàng trả cho các bác. Trong khi lắp ráp mà có lỗi do nhà sản xuất mà không trụm hay là không đồng trục đồng tâm thì em có thể về thay đổi mới cho các bác, đổi mới cho anh em lúc nào cũng ok, độ trụm đạt đến 100%, em mới về trả hàng cho các bác, trả hàng cho anh em. Làm ăn luôn luôn là uy tín và chữ tín lúc nào cũng quý hơn vàng nên các bác và anh em yên tâm nhé. Gửi xe bên em gửi tất cả các tỉnh thành trên lãnh thổ Việt Nam thân yêu của chúng ta cũng như là 63 tỉnh thành, tất cả các đường quốc lộ và tuyến huyện của các bác của anh em. Đấy. Thì giờ em vào giới thiệu chi tiết cây củi này nhá, của anh Thuận nhá, của anh Thuận này. Cây này giá rất chi là sinh viên, chỉ hơn 5 triệu đồng một chút nhá. Đấy, một là cây của anh Thuận này, bình là bình nhôm, nó chỉ là chứa hơi. Nó là bình 0,35 lít bằng. Đấy, đã được sơn nót trong ngoài rất chi ok. Và thứ hai, đặc biệt con van, là em đang dùng sử dụng con van cho anh Thuận là con van van Superbell, hàng hộp đỏ to, hàng công ty và hàng loại 1 nhé. Đấy. Và thứ ba là combo khung cò ruột tay cầm là gỗ 2 mảnh và chất gỗ là gỗ mun, chất gỗ dẻo dai, bao trọn vẹn trọn đời cho anh Thuận nhé, rất chi ok. Khung là khung vuông hạng Z nhé. Ngoài khung vuông thì bên em có cả khung tròn. Khung vuông thì nó chắc chắn, nhìn nó rất chi là ok. Đấy. Và thứ tư là con giảm thanh, em đang sử dụng con giảm thanh là giảm thanh Sumo D35, hỗ trợ anh Thuận là cái định tâm liền khối này, rất chắc chắn nhé. Rất chi là êm nhé, rất chi là ok đấy. Và thứ năm là em đang sử dụng con kính này, con kính tầm trung đấy, hàng Discovery, hàng VTR 3-12x42 AOAC, hỗ trợ anh Thuận là cái đèn hồng tâm và đặc biệt cái vỉ gửi gắm vài viên kẹo nhé, rất chi là ok nhé. Và đặc biệt chiếc cành, em đang sử dụng là chiếc cành này đấy, đặc biệt chiếc cành em đang sử dụng là chiếc cành anh Thuận này, cành Lotha Wagyu tem vàng, hàng phiên bản công ty và hàng đời đầu và nhập tàu chính hãng nhé, có cho ke rất chi là ok đấy, lắp ráp cho anh rất chi đồng tâm đồng trùng này đấy, rất chi là ok nhé. Em bèo rất chi là êm,
rất chín êm nha anh Thuận nhá. Và quy là quy bọc đồng và tay kéo là ly lốc nha anh nhá. Rất chi ok. Một cây y hình như này, này em đang để cho anh Thuận mức giá rất chi là ok là 5 triệu 500 nghìn đồng đấy. Trong 5 triệu 500 nghìn đồng đó đã bao gồm tất cả các cước phí COD và cước phí vận chuyển gửi xe nha các bác nhá. Thì các bác và anh em kết bồ kết em nó thì có thể là chụp màn hình lại và gửi qua đường link Zalo cho em, thì em sẽ tư vấn cho các bác, tư vấn cho anh em có một cây củi ok và chất lượng, tùy vào túi tiền, tùy vào kinh tế của các bác, của anh em, mình muốn chơi tầm nào, tùy vào kinh tế. Thì em xin dừng video tại đây. Thì cuối video cho shop em gửi lời chào cộng lời chúc sức khỏe tới toàn thể các bác cùng toàn thể anh em đam mê PCB trên khắp mọi miền Tổ quốc có một sức khỏe dồi dào để theo đuổi những cái điểm đam mê của mình nhé. Thì các bác và anh em tiện theo dõi kênh thì cho thằng em xin một đăng ký kênh và một like để em có động lực quay những video chất lượng hơn để phục vụ các bác cùng anh em theo đuổi những cái niềm đam mê của mình. Dạ vâng, cảm ơn các bác, cảm ơn anh em. Hẹn các bác và hẹn anh em ở video tiếp theo nhé.